Thời Tam Quốc, năm 214 sau công nguyên, các nước cùng Ngô Quỳ liên tục giao tranh chiến đấu ác liệt để chiếm đóng lãnh thổ của riêng mình. Các chúa công Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền liên tục hiệu triệu quân hùng xây dựng thế lực cho mình. Hãy cùng ta hóa thân thành một trong những quân sư tài ba điều quân khỉ tướng, lập tức vào ngay Tam Quốc liệt truyện, tuyệt phẩm Tam Quốc kèm cổ trí siêu thực. Tam Quốc liệt truyện, Phụng Thiên Mệnh, Định Giang Sơn.